nhận cơm là nhớ mang theo hóa đơn đóng viện phí. Bếp cơm sẽ kiểm tra ngẫu nhiên để chỉ giúp bệnh nhân ung thư và người nuôi bệnh, không phục vụ những cô bác anh chị ở nhà ở Sài Gòn mà làm biếng. Đến giờ rồi đi nhận cơm ra rồi gây mất trật tự. Bếp cơm sẽ kiểm tra chi tiết giấy tờ của từng người. Nếu mà khả nghi là bếp cơm từ chối phục vụ, tụi con chỉ giúp bệnh nhân ung thư, người nuôi bệnh. Dạ. Không có giúp những anh chị bên ngoài, xe ôm, vé số, ve chai, những người còn làm có sức khỏe. Bây giờ theo cô có nên giúp 500 anh em giang hồ bên ngoài không? Vì là mấy người bên ngoài họ lanh lợi hơn này, họ khỏe mạnh hơn này, họ chen nó lẹ hơn. Vâng. Dạ. Cảm động lắm đúng không? Dạ. Thì tụi con chỉ mời những người bên ngoài ra thôi, chứ những người mà họ không đi nuôi bệnh, họ vào họ làm biếng, họ vào họ dành, nhưng mà mấy người đấy họ lanh lắm. Dạ. Nuôi bệnh đâu có chen nổi những người ở dưới tỉnh lên, họ hiền thật lành, thật thà, chất phác. Còn 500 anh em ở đây thì trời dữ dằn con thằn lằn lắm, ăn xong rồi quậy phá làng phá xóm. Tôi đồng quan điểm với bạn Dương. Dạ. Là mình phát cho những hoàn cảnh khó khăn, người ta quê lên người ta cần hộp cơm. Vâng. Còn mà mấy trăm anh em, mấy 500 anh em. Vâng. Thì lang thang đó, chờ nhận cơm, cái đó là thành phần lười biếng, thành phần ăn bám xã hội. Dạ. Không tiếp mình tay. Không phục vụ đúng không? Không phục vụ những người đó. Vâng. Đây là phục vụ những hoàn cảnh khó khăn, người ta chờ hồi 9 giờ sáng, 8 giờ rưỡi sáng tới. Dạ. Giờ để ta nhận cái hộp cơm. Dạ. Sáng bao nhiêu, và cái phần cơm của bạn Tuấn Dương. Dạ. Bên tụi tôi thì chỉ có 350 phần thôi. Dạ. Thì nhân lực cũng thiếu, làm tới đâu hay tới đó. Xin thưa quý vị, tôi rất là tán thành cái quan điểm của bạn Tuấn Dương. Dạ. Là phát cho những thân nhân, bệnh nhân và bệnh nhân thôi, còn những thành phần khác miễn. Vâng. Ok, rồi. Chào. Vâng, cảm ơn chú. Thưa các cô bác anh chị, những ngày này thì không cần phải nói gì nhiều, cô bác anh chị cũng thấy là Sài Gòn nắng nóng khủng khiếp luôn. Và ngay lúc này thì Tuấn Dương đang có mặt ở con đường Vĩnh Viễn, góc Vĩnh Viễn cắt với đường Nguyễn Tiểu La. Và mình đang trên đường để chuẩn bị tới bếp cơm cô Tư ở cổng số 6 của Bệnh viện Chợ Rẫy. Đợt này đó các bạn, là chỉ chừng khoảng 8 giờ sáng là nắng đã cảm giác nóng và rất là ngột ngạt. Cái tầm khoảng 9 giờ rưỡi, 10 giờ đó thì có vẻ như là mặt trời đã lên cao đứng bóng, tưởng chừng như là đang là lúc 12 giờ trưa đó các bạn. Đấy, và nắng nóng, nhiều người thì họ phải cởi chân để giảm nhiệt. Đấy. Đấy, và trong này các bạn này, những cái người ngồi quán cà phê đó họ cũng cởi chân trùng trục ra đó để ngồi uống cà phê rồi bấm điện thoại. Và nhiều lúc ở ngoài đường đó các bạn là thấy khá là ít người di chuyển. Những người ngồi trong xe hơi thì có thể là có máy lạnh thì nó mát hơn một chút thôi. Còn những người ngồi xe gắn máy thì ôi thôi, nóng toàn thân luôn. Tuấn Dương sẽ mời các cô chú anh chị chúng ta đi về phía giao lộ Nguyễn Tri Phương, cắt với con đường Vĩnh Viễn. Rồi mình có một chút việc, sau đó mình sẽ tới bếp cơm. Cô bác anh chị thấy là cái nóng này nó rát hết cả da. Nên là bây giờ trên các báo cũng khuyến cáo là chúng ta ra đường thì nên về nhà trước 10 giờ sáng, và buổi chiều thì ra đường sau khoảng 5 giờ chiều. Đó là cỡ 17 giờ đó. Nóng vãi đạn luôn.
thưa các cô chú anh chị, Tuấn Dương đang có mặt ở bếp cơm cô Tư, cổng số 6 của bệnh viện Chợ Rẫy. Ngày hôm nay thì bếp cơm của cô làm những cái phần thức ăn là gồm có cơm thịt kho trứng này các bạn này. Đây là trứng hột vịt kho với thịt heo. Món ngon chưa? Cơm thịt kho trứng. Rồi, tiếp theo các bạn là món tôm xào với đậu que, chả cá thác lác với sốt với cà chua, gà kho với sả ớt, thịt heo kho tiêu, tôm rim, cá chiên, cá nục bông chiên, rồi cá hú, giá xào, rồi bò xào với đậu que, sườn non ram, rồi cái món này là gà kho với sả ớt. Rất là nhiều món nhé, để mình sẽ quay cái này cho cô chú anh chị nhìn toàn cảnh này, các món ăn này, quá trời món luôn. Thì hôm nay có em Nguyễn Văn Trung là học viên của Boss Thuần Bùi, Jackie Bùi đó, cũng là bạn của mình, có gửi 20 triệu để phát thức ăn. Và có một em ẩn danh là không nói tên, thì em cứ nói là mỗi tháng em sẽ giúp một chút, mà trời em cứ giúp liên tục ấy, lần thì 500, lần thì 1 triệu. Cảm ơn em không cho nói tên, nhưng mà tên viết tắt của em là NHN. Chú từ Trấn Quang và Nguyễn Hồng Thảo ở Laval, Canada thì có gửi 5 triệu. Chị Yến ở Ottawa, Canada thì gửi 100 đô. Và chị Thi ở Laval, Canada thì gửi 100 Canada. Thì hôm nay là ngày 3 Tây tháng 5 năm 2024. Thì bếp cơm sẽ làm những cái phần thức ăn này. Hôm nay thì cỡ vào khoảng trên 500 cái phần thức ăn. Mà đồ ăn thì rất là ngon nha các bạn. Ngoài việc phát thức ăn này thì bếp cơm còn phát những các cái món khác, ví dụ như đây các bạn này, trong những cái ngày nóng này đó là bà con cô bác mình sẽ được uống những cái chai sữa bắp mà ướp lạnh, quá trời ngon luôn. Cái này mát đó, vùi vào đá này xong rồi đang nóng mà uống cái chai này thì vừa bổ dưỡng và vừa rất là mát. Chú Thanh nay khỏe không chú Thanh? Dạ. Lúc này sao? Đỡ có khá hơn xíu nào không? Hay là cũng đỡ mà. Vâng. Cũng đỡ hơn nhiều. Dạ. Rồi cảm ơn chú. Dạ. Cô Bích có hỏi thăm chú Thanh là dạo này chú Thanh sao, và chú Thanh cũng lai rai thôi. Rồi con cảm ơn chú. Rồi ở đây là bánh mì này. Rồi nước suối, bà còn phát ở quýt à bà? Bà phát ở quýt đấy à? Cô cái mới là cho cái cây mình đang đang hạn đáng đi tới mình cho nước suối. Vâng vâng, cho nước suối cho quýt rồi. Rồi đây chuối canh. Xin chào. Xin chào. Bé nó có đỡ hơn tí nào không chị? Giờ có mắt nó mờ quá sao thấy nó cũng vậy à. Là nó có bị mổ miếng gì trên não không? Nó xả tia bị phao phì. Xạ tia bị phì não à, nữ ra không có mổ được. Bị phì não không mổ được á? Dạ, ở đây điều trị đặng xạ là 7 tia. Vâng. Dạ, ở nhà chợ bên em của chú Bảy trên chú Tân từ thiện đi nè. Ở nhà chợ nè. Ở đây tới 27 tia cũng đáng quê. Này, nhìn nó đẹp trai quá trời. 29 tuổi rồi. 29 tuổi rồi, có vợ con thì chưa? Chưa, phát hiện năm rưỡi mà không có tiền mổ. Năm đó không có tiền mổ. Bởi vì chị Thức Nam. Vâng. Bây giờ nó to quá, giờ chị không được, không mổ được. Vậy là giờ cứ xạ chị đi ạ. Dạ. Vâng. Vâng. Rồi. Có đúng là chạm đó là nó mờ mờ. À. Chạm mắt mờ không thấy đường. Dạ. Vâng. Vâng. Rồi. Đây nhóm này các cô chú sẽ phát thêm cơm. Dạ. Các cô chú là phát món gì đấy chú? Cơm Dương Châu 350 gram. Cơm chiên Dương Châu. À dạ rồi rồi rồi, con cảm ơn. Vậy là cô bác sẽ ngoài cơm mặn thì hôm nay sẽ có thêm rồi lát xíu cứ tới lượt rồi nhận nhá. À, cơm chiên Dương Châu. À.
Đây bà con cô bác mình hôm nay ngồi ra ngồi xếp hàng này, khá đông này. Cô bác ơi, mình ngồi xuống đi, ngồi xuống, đừng có đứng. Đứng quá là chen hàng. Cô bác ngồi theo hàng giúp em đi ạ. Ngồi theo hàng đi, mình đứng rồi chen nhau, đánh nhau là tụi em không có khả năng giải quyết đâu. Dạ. Vâng. Cô bác ngồi và nhường nhịn nhau nhé, đi theo thứ tự. Hàng đầu tiên, ưu tiên những người bệnh nhân ung thư. Họ đi trước, xong rồi tới hàng thứ hai, thứ ba, thứ tư. Đồ ăn rất là nhiều, hơn 500 phần, không sợ thiếu. Chỉ sợ mình thiếu ý thức thôi, chứ còn đồ ăn là không sợ thiếu nhá. Ưu tiên số 1 cho bệnh nhân và người nuôi bệnh. Cô bác cứ theo thứ tự giúp em. Rồi bên kia nữa. Rồi cô bác ngồi xuống đi ạ, ngồi xuống giữ trật tự để bếp cơm chuẩn bị làm việc nhá. Ngồi xuống anh trai ơi, ngồi xuống. Các tình nguyện viên sẽ đi kiểm tra. Đây. Rồi đấy, cô quay đi. Quay đi tới quay 500 anh em. Đó. Cô lại, cô có gửi 4 triệu thì sang tuần sau sẽ làm. Mà cô quay những cái hình ảnh này để chia sẻ cho bà con cô bác ở bên nước ngoài. Cô là người Hoa và người nhà cô cũng người Hoa. Rồi hàng đầu tiên mình đứng dậy giúp em nhá. Hàng đầu tiên đứng dậy, hàng thứ sau cứ ngồi tại chỗ. Rồi mình tiến dần lên lấy thức ăn giúp em nhá. Tiến dần lên. Mở nắp hộp ra. Rồi mở bao xốp ra, nhớ cảm ơn nhà hảo tâm giúp em nhá. Mỗi người một hộp, đây khoảng 500 người đấy. Mình mỗi người một hộp thôi. Rồi hai mẹ con ra lấy đồ đi. Ở đây các bạn ghi là ở đây là phát quà cho bệnh nhân ung thư, người nuôi bệnh nhá. Mấy cái người ngồi xe lăn này là bếp cơm ưu tiên cho nhận trước này. Rồi, mọi người vào vị trí. Đó, đồ ăn thì mút mùa kim chỉ luôn nhé. Nhận một phần đồ ăn tự chọn, ăn món nào thì yêu cầu món đó, các tình nguyện viên sẽ múc phục vụ cho mình. Cô bác sẽ nhận là đồ ăn tự chọn 10 món, nhận thêm sữa, nhận bánh mì, nhận nước suối, nhận chuối, có thêm món là cơm chiên Dương Châu của một nhóm khác nữa có tới để phát cho các cô chú. Đấy, em ấy ung thư u não. Bên kia là nước, rồi mình cũng phục vụ trà đá là rất là nhiều. Mỗi ngày hơn 100.000 tiền trà đá. Nước đá. Có hàng ngàn người được uống cái nước đá đó. Họ tới lãnh cơm họ cũng có thể uống được. Hoặc là ve chai, vé số, các thứ. Nói chung những người đi đường ai khát là tới cứ lấy nước uống. Chúc sức khỏe. Rồi cảm ơn, cảm ơn. Cô bác cầm sẵn hai hộp ra tay giùm em nhá. Cầm sẵn hai hộp ra tay đi anh. Rồi cầm hai hộp ra, một cái nhận cơm, cái nhận đồ ăn. Rồi lên trên nó lọng cọng, mở hẳn, cầm hai hộp ra đó. Rồi rồi cảm ơn chị. Ok cảm ơn. Một cái nhận cơm, cái nhận đồ ăn, rồi ok. Cầm sẵn hai hộp ra tay nhá.
bác mình cầm sẵn hai hộp ra tay giúp em nhé. Cái nhận cơm, cái nhận đồ ăn. Rồi, mọi người nhận thêm cơm chiên Dương Châu. Nhớ cảm ơn các tình nguyện viên, cảm ơn nhà hảo tâm giúp đỡ mình nhé cô bác. Chị bệnh gì chị? Thiếu máu. Thiếu máu, dạ, rồi. Đây bơm máu, lấy cơm ăn sản xuất thành máu luôn. Ăn nhiều thịt bò ấy, lên kia lấy thịt bò ăn. Đây mấy chị phát cơm này các bạn này, nóng đổ mồ hôi hết, đứng ngoài nắng, không nón mũ đâu. Cô bác chuẩn bị mở sẵn nắp hộp, mở bao xốp ra giùm em đi. Áo vàng của bé đâu? Rồi sao mặc ra ngoài? Giờ nãy má nãy mặc ra mà giờ nắng nóng. À mặc ra nắng nóng á. Ờ ok. Cô bác mở sẵn nắp hộp ra nhá, mở sẵn nắp hộp chuẩn bị cái bao xốp. Có đồ đựng không chú? Có đồ đựng không? Có rồi. Rồi rồi. Hàng kia, hàng kia. Rồi chỉ xếp hàng thôi mà hàng ướt hết áo này. Hả? Ướt một nửa ở trên này. Hàng bên kia gài tay qua đi. Không cảm, không cảm. Vâng. Nắng quá để đời rồi. Nhưng mà bây giờ ấy, tức là 3 giờ sáng đã dậy làm rồi. Bây giờ nếu mà muốn cho lúc 7 giờ thì là 1 giờ sáng phải làm. Bây giờ 1 giờ sáng thì tụi con cũng còn phải ngủ nữa. Chứ cũng mà chứ bọn con cũng nóng lắm. Mà bây giờ bà đứng đây nóng, nhưng tụi con làm bếp ấy là còn nóng hơn. Nếu mà bây giờ muốn sớm nữa thì lại dậy sớm nữa, sợ làm không kịp. Rồi chưa, chờ hàng này họ đi đã. Cơm thoải mái, hơn 500 phần cơ, không sợ thiếu. Bên này mới chừng khoảng 300 người thôi. Bên này đi hết mới tới bên kia. Ừ. Đây hôm trước là tính là tài trợ cho mỗi người cái quạt, nhưng mà chưa có kinh phí. Đấy, bà con mình... Cái quạt này mua bao tiền cô? 20 ngàn. Cô mua ở đâu? Nãy rồi, cái cách gà này nè. À, đấy, có cái quạt này thì bà con vừa quạt cho nó đỡ nóng này, che được nắng này, vào trong nhà... Mồ hôi mẹ, mồ hôi con ra hết đúng không? Lên đâu ăn lì nổi đâu, phải cái chị trừ quá, trời nó mệt rồi. Mệt không ăn được á? Giờ muốn cơm hay là nấu cháo, hay mai bọn con nấu cháo? Hả? Ý là các cô không ăn được cơm hay bọn con nấu cháo, cô ăn? Cơm, giờ bọn khỏe khỏe chứ, quên mới ăn cơm chứ. Và phải ăn cơm mới có sức khỏe. À, ăn cháo nhanh đói. Mai nấu cháo gà ăn cho dễ ăn. Cháo gà thì được đấy. Nóng quá trời. Mỗi người đi đúng là mua một cái quạt, sắm một cái quạt. Khi nào em có tiền em sẽ phát mỗi người cái quạt. Dạ. Nóng quá. Đây này những cô chú mà có cái quạt này là quạt cho nó đỡ nóng. Mai là khô máu rồi, thứ hai phát tiếp. Giờ mới đang nhận tiền. Mai ngưng. Đấy, các bạn thấy cảnh nắng nóng, mồ hôi nhễ nhại. Mình cũng nóng lắm. Ừ, còn bên kia nữa. Đây, đi qua cho các cô bác coi. Nói chung là bệnh viện chợ nào cũng ế, nhưng mà cái chợ này là chợ rẫy. Thì cô ơi, hàng nào ngồi vô hàng đi cô. Bay hàng khác. À, bay hàng khác thì lại cho bà về cuối hàng rồi. Ừ.
này là hàng thứ hai đúng không? Lát đi hàng thứ hai nhá. Hàng nào hàng thứ hai thì là đợi hàng thứ nhất đi rồi hàng thứ hai mình mới leo lên nhá. Các bạn này cho này những cái đoàn phát cơm chay đây này, cái này là cơm chay gì đây ta, cơm chay cơm cuộn nhé, đó mà họ ăn họ dục này, những cái người dục này là giang hồ ở bên ngoài thôi, ngon thì họ ăn mà dở là họ dục luôn đó. Cái này cuốn rất là cầu kỳ công phu nhé, đó cơm nó đổ luôn này, cơm cơm cuộn. Nhiều đoàn tưởng làm phước nhưng mà mang tới đây là giang hồ nó giật hết. Nó lấy xong nó ăn một vài miếng không ngon nó bỏ. Dạ, xin chào. Bác ra xong rồi uống nước ở đây cho mát. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn anh. Rồi cảm ơn. Cô bác ăn món nào thì chỉ món đó nhá. Ngoài đồ mặn thì có thêm món giá xào, tăng cường chất bổ, chất xơ. Ai muốn ăn chay cũng được. Cơm thịt kho trứng, nhiều người thích cái món đó. Rồi bác nhé, rồi bác ngồi đồ. Xin dùm là ở đâu đó? Dạ thì ông đó người ta biết em đi xin dùm với em. Nhưng mà xin dùm mới là không như thế này này. Em sẽ xếp hàng, rồi trình giấy của người bệnh, sau đó xếp hàng giống này này. Khi nào hết 500 người lấy, xong mới tới lượt em. Dạ không, em đi xin là anh liên hệ dùm. Không. Anh giúp trực tiếp những người có mặt ở đây thôi. Không, kêu lại ủy ban phường, kêu lại lên ủy ban phường người ta giúp. Còn ở đây anh chỉ giúp bệnh nhân ung thư, cái người nuôi bệnh đây nhá. Cảm ơn em. Ở đây là người bệnh trực tiếp rồi. Chừng nào bây giờ cho lấy luôn được không? Chỉ lấy cơm ăn hay sao? Thì bây giờ cho em vào lấy cơm luôn được không? Được, rồi đi xuống dưới kia. Nào đi xuống dưới để lấy. Anh chỉ cho em được rồi, để cho em vô hàng nào, ok. Lấy luôn thì cũng phải xếp hàng. Ra đây. Đây, em vô đây. Bắt đầu từ chỗ này xin cô rồi vô. Nào, đi vô. Bác sĩ gọi vào để chăm con. Ưu tiên một chút thôi. Nhưng mà vẫn đi theo hàng nhá, lên kia lấy các thức ăn khác. Ưu tiên nhưng mà vẫn phải có thứ tự.
Đấy, ưu tiên mà các bạn nhìn cũng phải đến 40-50 người thì mới tới cô ấy. Chứ nếu mà ưu tiên cũng không có thể bốc bải được, vẫn phải đi theo hàng thôi. Giải quyết như vậy cũng là thấu tình đạt lý rồi. Lấy đồ nhớ là cảm ơn cho lịch sử. Sữa bắp hộp ra đi. Không có hộp là đi ra ngoài nhá. Rồi cho cái bánh này nữa rồi lấy chai sữa rồi cho đi ra luôn. Không không hỏi gì hết, đi ra ngoài luôn. Không hỏi gì hết nhá. Ưu tiên cho em tới đó rồi, đi ra ngoài luôn. Chui ra ngoài. Dùm em nhá, bỏ thức ăn vô, mở túi bao xốp ra, các tình nguyện viên sẽ bỏ là cơm, chuối, bánh mì, nước suối, sữa. Mở cầm sẵn hai cái ra em, cất cái này đi, một cái lấy cơm, cái lấy đồ ăn. Dạ dạ, rồi chị để trên bàn, để trên bàn, bàn để trong công tư. Bếp cơm chỉ ưu tiên cho những người bệnh nhân ung thư và người nuôi bệnh, không có phát cho anh em ở bên ngoài nhà cửa Sài Gòn đàng hoàng làm biếng. Đến giờ đến lấy cơm ăn, sau đó đi quậy phá, phá làng phá xóm là bếp cơm không phục vụ. Chỉ giúp cho bệnh nhân ung thư và người nuôi bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Bên này cô chú nhìn
con sau khi lấy cơm xong thì có hai cái bàn là sẽ sắp xếp thức ăn cho nó gọn gàng. Người đẹp xong rồi đi vô trong đi cho người sau, họ còn sắp xếp có hai cái bàn thôi. Vâng, đứng lùi lại phía đằng sau một xíu. Cơm bên này thì sắp xếp, còn bên ngoài này cái bình trà đá thì cứ ai cần đấy là họ sẽ đóng đầy một cái chai nửa lít, nên là ở đây trời cứ châm liên tục mỗi ngày cả trăm ngàn tiền nước đá. Đây là ngày 3 Tây tháng 5. Xếp hàng bên này nè em gái ơi. Qua bên đây xếp hàng này. Đứng kế anh đẹp trai đội nón này. Đây em đứng kế anh đẹp trai này. Rồi. Nhật cơm đứng đây này nè, kế chị xinh gái này. Đó. Đứng đây em gái. Đây, đứng kế anh đẹp trai này. Ừ, xếp hàng kết nối rồi đấy. Về cuối hàng. Anh về cuối hàng. Về dưới kia xếp hàng. Muốn nhanh thì phải từ từ. Chen hàng là sao được. Đưa hàng tôi dùng con. Vâng, thưa chị. Dạ. Dạ, vâng. Vâng. Chị ngồi uống cà phê bên đây này. Ngồi chỗ này. Ngồi kia kìa, chị ngồi. Đi đâu em? Uống cà phê hay sao? Uống cà phê đi vô trong. Qua bên đường sắp xếp. Tới đi. Rồi, qua bên đường. Đây bếp cơm không phát tiền nhá. Cô bác đừng có ngơ ngác. Mình nhận cơm xong qua bên đường đợi. Bữa nào có phát tiền em sẽ thông báo. Nhiều cô bác là ngơ ngác vì nhận tiền quen rồi. Hôm nay không thấy phát tiền nên cô bác cảm thấy hơi trống trải một chút. Nhưng mà bếp cơm khô máu rồi nhá. Có gì là chơi cái đó. Nay phát rất nhiều thức ăn. 400-500 người. Tiền bữa nào có nhiều tụi em mới bơm thôi. Hết tiền mà em hết bơm rồi. Rồi, tôi bắn mới được. Dạ, tôi không biết.
quên lời cảm ơn. Hồi nãy thì có hai anh chị có tới để gửi để phát tiền, thì sang tuần mình phát cơm để phát tiền. Nói chung là đồ ăn thì bếp cơm làm rất là ngon, hết gà hết số luôn. Cô bác cầm sẵn hai cái hộp ra tay giúp em đi nhá. Cô bác đi nhận cơm cầm sẵn hai cái hộp ra tay, mở bao xốp ra. Các tình nguyện viên sẽ bỏ theo thứ tự. Mình sẽ có là nhận cơm chiên Dương Châu, nhận canh, nhận chuối, nhận nước suối, nhận bánh mì, lên đây nhận sữa. Hai cái hũ, một cái sẽ nhận cơm, một cái nhận đồ ăn. Đồ ăn thì tự chọn, ăn món nào chỉ món đó, một trong số 10 món bày ở trên bàn. Nhận xong rồi mang qua bên đường, có trà đá, cô bác uống cho mát, sắp xếp thức ăn rồi mang vô trong nhà thương. Cô bác vui lòng mở sẵn nắp hộp, mở bao xốp đi theo thứ tự. Các tình nguyện viên sẽ bỏ thức ăn theo thứ tự là mình nhận cơm chay, nhận canh, nhận chuối, bánh mì, nước suối, sữa. Rồi mình nhận cơm mặn thì đồ ăn tự chọn, một trong 10 món bày trên bàn. Sau khi lấy xong, cô bác mang qua bên đường sắp xếp. Có hai cái bàn để mình sắp xếp, rồi có trà đá cho mình uống. Khi nào cảm thấy mát, hài lòng rồi mình mang vô trong nhà thương. Cơm. Đây, chú sẽ mở cái hộp cơm. Cơm chiên Dương Châu. Có lạp xưởng, có lạp xưởng, trứng, muối, muối, cà rốt, củ cải, lạc nữa, thịt lạc, dạ rồi. Rồi, cảm ơn mọi người. Dạ, dạ. Cô bác nhận thức ăn nhớ cảm ơn các tình nguyện viên, các nhóm thiện nguyện nhá. Các cô chú cũng dậy từ 2-3 giờ sáng làm những cái phần ăn tặng mình. Mình nên đáp lại bằng những cái lòng biết ơn, bằng cái gật đầu, bằng một nụ cười. Đây, chị đẹp gái đang live stream này, mấy 500 anh em đang theo dõi rồi, 300 anh em. Cháu tôi, cháu không biết Lý Văn Lang, tôi lại cho Facebook cho biết nhỉ. Anh biết em nhiều. Chú Lý Văn Lang. Thằng Bình. Dạ. Là em anh đó. Dạ. Để làm chiêu xuống này về. Vâng. Đây, cô mặc áo, một bộ quần áo bà ba rất là đẹp nhé. Chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thẳm này. Dạ. Cô bác đi nhận cơm mà nhớ mang theo hóa đơn đóng viện phí. Bếp cơm sẽ kiểm tra ngẫu nhiên để chỉ giúp bệnh nhân ung thư và người nuôi bệnh. Không phục vụ những cô bác anh chị ở nhà ở Sài Gòn mà làm biếng.
đến giờ rồi đi nhận cơm ra rồi gây mất trật tự. Bếp cơm sẽ kiểm tra chi tiết giấy tờ của từng người. Nếu mà khả nghi là bếp cơm từ chối phục vụ, tụi con chỉ giúp bệnh nhân ung thư người nuôi bệnh. Dạ. Không có giúp những anh chị bên ngoài xe ôm, vé số, ve chai, những người còn làm có sức khỏe. Bây giờ theo cô có nên giúp 500 anh em giang hồ bên ngoài không? Vì là mấy người bên ngoài họ lanh lợi hơn này, họ khỏe mạnh hơn này, họ chen nó lẹ hơn. Và dạ, cảm động lắm đúng không? Dạ. Thì tụi con chỉ mời những người bên ngoài ra thôi, chứ những người mà họ không đi nuôi bệnh, họ vào họ làm biếng, họ vào họ dành, nhưng mà mấy người đấy họ lanh lắm. Dạ. Nuôi bệnh đâu có chen nổi, những người ở dưới tỉnh lên họ hiền thật lành, thật thà chất phác. Còn 500 anh em ở đây thì trời dữ dằn con thằn lằn lắm, ăn xong rồi quậy phá làng phá xóm. Tôi đồng quan điểm với bạn Dương. Dạ. Là mình phát cho những hoàn cảnh khó khăn, người ta ở quê lên người ta cần hộp cơm. Vâng. Còn mà mấy anh trăm anh em mấy 500 mà, anh em. Thì lang thang đó, chờ nhận cơm, cái đó là thành phần lười biếng, thành vâng. phần ăn bám xã hội. Dạ. Không nên tiếp mình tay. Không phục vụ đúng không? Không phục vụ những người đó. Vâng. Đây là phần dụ những hoàn cảnh khó khăn, người ta chờ hồi 9 giờ sáng, 8 giờ rưỡi sáng tới dạ. giờ để nhận cái hộp cơm dạ. lá bao nhiêu, và cái phần cơm của bạn Tướng Dương. Dạ. Bên tụi tôi thì chỉ có 350 phần thôi. Dạ. Vì nhân lực cũng thiếu, làm tới đâu hay tới đó. Xin thưa quý vị, tôi rất là tán thành cái quan điểm của bạn Tuấn Dương. Dạ. Phát cho những thân nhân, bệnh nhân và bệnh nhân thôi, còn những thành phần khác miễn. Vâng. Ok, rồi. Chào. Vâng, cảm ơn chú. Đây này, để mà minh chứng cái lời nói đấy, bếp cơm lúc nào cũng để cái bảng là tại đây phát quà cho bệnh nhân ung thư và người nuôi bệnh, chứ không có phát cho những anh em ví dụ như là bán vé số, ve chai, đi ăn xin chuyên nghiệp. Những cái băng nhóm mà đi lấy cơm về bán, các bạn thấy bên kia có cái nhóm người ta phát thức ăn chay ấy. Sau đó là người ta ăn vài miếng rồi người ta dục vào thùng rác, là mình đã là những cái người bên ngoài đó, họ không có trân quý cái sức lao động của các anh em. Nhiều đoàn hội nhóm là phát thức ăn đó, thì tới là người ta dành, sau đó cái nào ngon người ta ăn, cái nào dở người ta dục luôn vào thùng rác, nhìn mà thấy tội lắm. Mình từ từ chờ xíu các cô chú ở trên phục vụ không kịp. Dừng xe cái là lấy nguyên một cái chai, đó là chai má là cái chai lít rưỡi luôn ha, và may anh ấy lấy có khoảng 2/3 chai thôi. Mỗi một người mà lấy một cái chai như vậy là nói chung mình nói thì cũng không nói được. Thế là có nước ra thì người ta muốn uống thì người ta lấy thôi, chứ giờ lại sang là nói nhiều nói ít. Cho thêm trà đá bên kia người đẹp ơi. Bổ sung cho mấy cây ca trà đá bên kia, anh em mang chai lít rưỡi với nửa lít sang là bơm chừng 5 lần cái là cạn cái bình luôn. Rồi, bác qua đường. Bác qua đường đây, cô bác ơi. Đường đậy cô, mang qua đường đậy, không có để cái bàn này. Có hai cái bàn bên đường đấy cô bác, mang qua bên đường đậy giúp em.
Rồi cảm ơn chú. Chú sức khỏe. Qua bên đường xếp hàng đi chị ơi, mới sang, mới tới, qua bên đường xếp hàng đi. Cái cô đang nói tôi á, mà tôi giả mạo. Giả mạo. Vâng, đâu? Tôi lặn cơm đó, tôi giả mạo đây nè, đóng rồi. Rồi, rồi, được rồi, được rồi. Nói tôi giả mạo hãng chiều nay, tôi sẽ đi nè. Vâng, vâng. Cô nói tôi giả mạo. Rồi, không, nhiều khi không lấy giấy thì phải... Cô nói tôi giả mạo. Thôi, được rồi, được rồi. Cô nói tôi rồi, rồi. Ngủi dữ lắm, tôi ăn nha. Thôi rồi được rồi, cô vô đi, cô vô đi. Buổi sau ra sớm hơn chứ cầm theo cái giấy đấy. Vâng, vâng, rồi. Cảm ơn cô. Quá nóng. Quá nóng luôn. Mai có khi anh này hỏi mình cái giấy chứng nhân thì có lấy cái anh kia kiểm rồi. Cái anh đâu, đâu, đâu? Cô ở đâu? Khám ông từ chú. Từ từ cho con coi. Từ từ chờ. Mà sao cô nhà Sài Gòn đúng không? Dạ quận 5 á. Quận 5 rồi có nhà mặt tiền không? 3 tầng hơn ha, hỏi hẻm 3 tầng khám có là hẻm 18 trường 18 An Bình. Dạ. À, đi khám bệnh ở đây xong rồi lãnh cơm luôn. Dạ. Khỏi về nhà nấu cơm. À khỏi về nhà nấu cơm, nhưng mà cái này là cô khám từ ngày 10 mấy? 3 tầng trước con nặng á. Ờ lỡ, bữa nay thôi nha. Cái giấy hẹn nè, cái giấy hẹn. Đấy hẹn ngày nào từ từ chú. Rồi chú đi qua sau. Đâu ạ? Đâu đâu được rồi cho con coi nè. 12 giờ ngày 11 tháng 4 này cô khám từ nè, giấy hẹn mai mốt là 6 tháng 5 truyền thuốc. Là người truyền tên gì? Cô tên gì cô? Dạ cô bệnh gì? Ông thư vú. Ông thư vú mà nhà như vậy là mặt tiền hẻm à, nhà Sài Gòn đoàng hoàng mà hẻm ở hẻm có một mình nè. À rồi thôi được rồi, nếu mà bệnh nhân ung thư thật thì vô lấy cơm. Ta từng mới lấy bữa nay tái khám. Rồi được rồi, ok. Mà đây là nhà ở 18 xưởng 18 An Bình, có nhà Sài Gòn nhưng mà đi khám bệnh ung thư ở Chợ Rẫy. À, có ghé để nhận thức ăn và và đại ca là có đi nuôi bệnh ở đâu không? Chấn thương sọ não có giấy thì chứng minh là chấn thương sọ não không? Mới bước cái đem hôm nay không có đem giấy xạo. Trời, có là phải mang theo, còn không có là đi ra ngoài nhá. Đỡ bữa nay thôi. Ông là tám câu vọng cổ này là đây thuộc hết rồi. Em có giấy mà. Có thì mang theo. Không có đâu. Đây cũng còn rất là nhiều. Bộ đại ca đi nuôi bệnh không? Đâu cho coi giấy. Không dừng lại, không đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Có giấy thì đi, có giấy thì lấy ra. Bọn em không phát cho bên ngoài nhé. Bọn em chỉ giúp bệnh nhân ung thư, người nuôi bệnh thôi. Anh có giấy chứng minh là anh đang khám chữa bệnh ở Chợ Rẫy thì anh vô. Còn không, không vô. Anh lại chỗ cổng nhà thương kìa, có những đoàn khác họ phát. Bọn em chỉ phát cho ung thư, người nuôi bệnh thôi. Không phát ở bên ngoài. Em có đi nuôi bệnh không? Đâu lấy giấy cho anh coi. Em ở đây em không có quyền gì hết đấy. Không, em không có quyền gì, em xin cơm. Không, em xin nhưng mà em chỉ người khác vào là không được. Cho anh kiểm tra giấy. Cho anh kiểm tra giấy nuôi bệnh. Rồi để trên đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Và anh không phát nha, xin lỗi. Và anh chỉ giúp bệnh nhân ung thư, người nuôi bệnh. Em có chứng minh được là em là người bệnh nhân hoặc người nuôi bệnh. Nuôi bệnh thì có giấy. Cho anh coi hóa đơn đóng viện phí. Không, em thấy người ta. Không, em đi trước, em thôi đi vậy thôi. Không được, không được. Không có.
cơm mà. Không, cơm mà, nhưng mà tụi anh chỉ phát cho bệnh nhân ung thư và người nuôi bệnh. Em chứng minh em là người nuôi bệnh thì em tới. Có giấy hóa đơn đóng viện phí. Dạ, không cho rồi thôi. Chính xác là không cho đấy. Không cho rồi thôi. Ừ. Em đâu có quyền gì ở đây mà em chỉ người nọ người kia vào hàng. Em không có quyền đó. Ừ. Không có quyền mà chỉ bậy tùm lum, chỉ giang hồ vào. Một người mà bên ngoài họ lãnh được á, là họ sẽ kéo nguyên cái băng nhóm của họ lại. Đây, nhóm các cô chú này mấy trăm phần cơm, 350 phần là phát hết rồi. Đây các bạn nhìn này, đi xe gắn máy này, ở trong kia là cái túi màu vàng đó, cái túi màu vàng đó là rồi nhanh chóng mang qua đường sắp xếp. Đội nón cái kìa, là vừa mời ra ngoài đó, đi nguyên một cái túi đựng đồ ăn rồi đó. Rồi cái bên đây này, cái con nhỏ mà đội nón vàng đứng sau ấy, là cái nhóm khác là họ tới họ giật, nhóm này là không dám vô. Phụ nữ mà mới chừng chưa tới 30 mà cứ đi bụi đời chứ không có làm lụm gì cả, hút sắt rồi đó, xì ke các thứ, giờ mình phục vụ nhóm đấy là không có được. Không, mình phải cương quyết như vậy chứ. Đây là những người hoàn cảnh bán cần hộp cơm hơn, họ thành phần ký sinh trùng ăn bám xã hội. Tiêu chí đây các bạn rất là rõ ràng nhé, phát quà cho bệnh nhân ung thư, người nuôi bệnh. Nhưng mà có những người các bạn cứ muốn là giả bộ là bệnh nhân. Rồi, cảm ơn bà. Đi đâu ấy cô? Tôi không có đồ, có cho không? Không có đồ, bây giờ chỉ ra đây quán cơm mình mua. Dạ. Vâng. Qua ra quán cơm mình mua nhá. Rồi đây phải là phát phải có đồ đựng. Rồi cảm ơn bà. Mang qua đường đợi anh trai ơi. Qua bên đường đợi, cầm xong mang qua bên đường có hai cái bàn này. Cảm ơn ạ. Cảm ơn ạ. Cảm ơn ạ.
qua đường đợi các anh chị. Rồi, còn một món duy nhất là thịt kho trứng nha. Qua đường đây anh trai có hai cái bàn bên đường kìa. Rồi mang qua bên đường đây. Rồi kiêng trứng rồi cho thêm thịt luôn. Dạ rồi, cảm ơn anh nhá. Rồi chúc sức khỏe. Dạ dạ. Cảm ơn anh nhiều. Rồi nhiều lắm nhé. Rồi. Cảm ơn anh nhiều. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Cô bác ở trong nhà thương đi nuôi bệnh ra nhận cơm phải có hai cái hộp, một cái hộp đựng đồ ăn, một cái đựng cơm. Lại mua hai cái hộp rồi cái hộp hoài. Ơi bên này các bạn nhìn nè. Trà đá miễn phí, rất là đắt nha. Mỗi người một phần, mỗi người một phần các cô bác. Rồi lấy đồ ra đây, cứ bàn vô. Mang qua đường đậy, có hai cái bàn bên đường em trái. Qua đường có bàn kìa. Có bàn nhanh cái ơi, nhẹ lên. Ra xếp hàng rồi. Cơm rồi bà ơi, lẹ làng đi. Đưa đồ ăn. Rồi tiến lên, lẹ làng đi bà ơi. Nhận cơm phải có đồ đựng. Lại mua hai cái hộp ở cổng nhà thương rồi tới đây. Rồi đánh rồi con qua đường đi bà ơi. Mỗi một phần thôi, lẹ làng đi. Rồi những phần thức ăn cuối cùng rồi các bạn. Dạ ngày mai nghỉ, mai khô máu rồi. Mai khô máu nghỉ. Thứ hai làm tiếp. Rồi còn ai không nhận cơm nhanh chóng. Nhanh chóng xếp hàng. Qua đường đợi anh trai có hai cái bàn bên đường đó. Rồi tới đây thì Tuấn Dương cũng xin tạm dừng video clip nhé. Cảm ơn các cô chú anh chị đã dành thời gian để theo dõi. Hãy đừng quên bấm nút like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Dương. Một lần nữa cảm ơn em Nguyễn Văn Trung, học viên của Giác Ti Bùi ủng hộ 20 triệu. Cảm ơn em Ẩn Danh ủng hộ 1 triệu.
Cảm ơn chú Từ Trấn Quang và Nguyễn Hồng Thảo ủng hộ 5 triệu. Chú thì ở Laval, Canada. Cảm ơn chị Yến ở Ottawa ủng hộ 100 Canada. Và cảm ơn chị Thi ở Laval, Canada cũng ủng hộ 100 Canada. Hết rồi cô ơi. Đi nhận cơm phải mang theo đồ đựng nha. Mà hết rồi. Bữa mai lại. Thứ hai lại nhá. Rồi cảm ơn. Rồi đã xong. Giờ sẽ dọn dẹp. Bên này trà đá miễn phí vẫn có để phục vụ bà con cô bác nhé. Hẹn gặp cô chú anh chị ở những video tiếp theo.